Mèo luôn có một kho từ vựng phong phú thông qua những tiếng kêu của mình. Để hiểu được ngôn ngữ loài mèo thông qua tiếng kêu có lẽ không hề đơn giản. Tuy vậy, qua một số nghiên cứu về hành vi của mèo, có 6 tiếng kêu thể hiện hành vi của mèo. 1. Mèo kêu meo meo. Meo meo là tiếng kêu phổ thông nhất của loài động vật này. Và khổ một nỗi, tiếng kêu này với mỗi hoàn cảnh sẽ có ý nghĩa khác nhau. Khi bạn vừa về đến nhà, meo meo có nghĩa là xin chào, ngửi đón chào các sen đi làm về. Tuy nhiên, nếu như bạn đang ở nhà mà bé cứ lượn lờ kêu meo meo, có nghĩa là bé đang muốn nhảy lên đùi bạn hoặc nhắc nhở bạn rằng bé đang muốn được ăn. Mèo có thói quen kêu meo meo khi bé đang khá thoải mái, vui vẻ và chỉ cần bạn chú ý mà thôi. 2. Mèo kêu chíp chíp. Nếu bạn cho rằng chỉ có gà con mới kêu chíp chíp thì bạn đã lầm to. Mèo cũng sẽ thường xuyên kêu chíp chíp khi muốn ai đó đi theo mình. Đây là tiếng kêu của mèo mẹ hay dùng để gọi mèo con đi theo mình. Do đó, đây là tiếng kêu mang tính bản năng. Khi một chú mèo nhìn bạn và kêu chíp chíp, có nghĩa là bé đang muốn bạn đi cùng mèo ngay đấy. 3. Mèo kêu gừ gừ. Âm thanh này tương đối khó nghe. Nó là âm thanh phát ra từ cuống họng như tiếng gầm gừ vậy. Tiếng kêu của mèo lúc này có tần số và quãng khá khác nhau. Khi mèo nhà bạn gầm gừ với âm thanh nhỏ, trầm thấp, có nghĩa là bé đang hưởng thụ và cảm thấy khá thỏa mãn. Nhưng một khi tiếng kêu của mèo trở nên to hơn, âm thanh có phần dữ tợn, là khi bé khó chịu hay đang có bệnh. Âm thanh gầm gừ mà nói là một cách để mèo giải tỏa căng thẳng. 4. Mèo trích từng tiếng to. Mèo ít khi trích to trong những tình huống hàng ngày, do đó khi em ấy gầm gừ và trích lên như vậy, bạn cần đặc biệt lưu ý. Có khả năng em ấy đã mắc bệnh và đang khó chịu trong người, hoặc là em ấy đang giận dữ vì một lý do gì đó. Lúc này, bạn cần lưu tâm tới chú mèo nhà bạn hơn để biết được chính xác hành vi này có nghĩa gì và sớm giúp em ấy giải quyết vấn đề. 5. Mèo kêu ngao ngao. Tiếng kêu của mèo thường mang nhiều tầng nghĩa, và tiếng kêu ngao ngao cũng vậy. Mèo thường kêu ngao ngao trong hai trường hợp, mèo đến mùa động dục hoặc mèo đang cầu cứu. Khi đến mùa động dục, tiếng ngao ngao chính là âm thanh hấp dẫn để lôi kéo bạn tình. Và những em mèo sẽ thường kêu như vậy suốt đêm khiến bạn khó lòng mà yên giấc. Tuy nhiên, khi không phải do đến mùa động dục mà mèo vẫn kêu như thế, thì bạn cần ngay lập tức đi tìm bé, có lẽ em mèo đang bị ngợm. 6. Tiếng kêu hỗn loạn. Đôi khi bạn khó lòng nghe được rõ ràng tiếng của các bạn mèo bởi các bạn cứ kêu lung tung và không có vận điệu cụ thể. Liệu bạn có nghĩ rằng em ấy đang nói chuyện, nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng sự thật là đúng như vậy đấy. Thỉnh thoảng khi có chuyện vui, mèo cũng muốn cùng bạn hoặc các bạn mèo tâm sự đôi chút. Dám chắc là bạn chẳng hiểu em ấy đang nói gì đâu, nhưng để được mèo tin tưởng và kể chuyện cho nghe thì không hề dễ dàng.